Tại sao cháu lại muốn làm thư ký cho cháu trai ta? Cháu yêu anh Toàn. Giám sát anh ạ. Nếu như ký ức bị mất đi thì vẫn còn những thứ hiện hữu. Trải qua nhiều thử thách mới nhận ra đâu là rung động, đâu là nhớ nhung. Chỉ có em, anh mới cảm thấy mỗi ngày trôi qua vui vẻ và đầy ý nghĩa. Bởi vì nhìn thấy cô, tôi rất khó chịu. Bởi vì nhìn thấy cô, tôi rất khó chịu. Khoan đã. Anh còn nhớ nó chứ? Đây là cái gì? Anh hãy giữ lấy nó đi. Chắc là anh sẽ nhớ nó. Vì đây vốn dĩ là sợi dây chuyền của anh mà anh tặng em. Em vẫn không thật sự nhớ cái gì à? Giữa tôi và cô ta từng có tình cảm thật à? Tại sao cô ta hành động kỳ lạ như vậy? Chuyện đấy em tự tìm hiểu đi. Của mình tặng cô ta sao? Chẳng lẽ trước đây thật sự là mình thích cô ta? Không thể như vậy được. Một con người kỳ quặc như thế làm sao mà quen cô ta được? Happy birthday! Chúc mừng sinh nhật anh! À. Anh sao đấy? Tôi không biết. Tự nhiên đầu tôi đau quá. Sao tự nhiên lại đau đầu được? Đây là gì vậy? Đây là món quà mà cô ta bảo là trả lại tôi. Nhưng mà không hiểu sao từ khi nhìn thấy nó tôi lại cảm thấy đau đầu. Chẳng lẽ là anh tặng cậu ấy? Nếu như vậy có nghĩa trước đây hai người có tình cảm với nhau hay sao? Chúc mừng sinh nhật anh. Chúc anh sẽ luôn khỏe mạnh và vui vẻ như trước đây. Cảm ơn cô vì tất cả. Nếu như mà không nhờ có cô thì đã không có những ngày vui vẻ như vậy. Những ngày mà không gặp được cô và bị nhốt ở đây, tôi thực sự cảm thấy là rất nhớ cô đấy. Này, anh nói như vậy có phải là anh cũng thích tôi không? Tôi không biết nữa. Này, anh nói thế mà nghe được à? Không phải tôi và anh cũng ngủ với nhau rồi à? Nào, đứng yên đấy, đừng có chạy. Này, anh nói thế mà nghe được à? Không phải tôi và anh cũng ngủ với nhau rồi à? Dương, em đừng đau khổ như vậy nữa. Anh không muốn nhìn như vậy đâu. Em tỉnh táo lại đi. Nếu em có thể như vậy thì ông trời đâu cần tạo ra trái tim cho con người để làm gì? Tại sao lúc nào em cũng nhìn về hướng đó mà bản thân mình
Em không bao giờ nhìn vậy. Còn có anh mà. Anh Đức. Đúng vậy. Anh đã chờ đợi, theo dõi em hơn một năm qua. Chỉ mong được một lần em nhìn thấy anh. Dương này, dù một lần thôi, em nhìn anh được không? Toàn có người khác rồi. Xin lỗi anh. Không thể nào, dù chỉ một lần thôi. Nếu như không có Toàn thì em có thay đổi quyết định không? Anh Đức à, anh là người bạn tốt nhất của em, và em không thể thay đổi điều đó. Em mong là anh sẽ không đánh mất tình bạn của chúng ta. Bây giờ chỗ nào bán rượu nhỉ? Mình say tới cái mức mà nhìn đâu cũng thấy cô ta à? Mà đúng là cô ta mà nhỉ? Không biết làm sao mà mỗi lần gặp cô ta không đau đầu thì bị đau ngực, khó chịu thế không biết. Mặc kệ cô ta, cô ta có khóc đi chăng nữa thì đâu liên quan tới mình đâu. Biểu hiện đó của anh ấy là sao chứ? Lẽ nào trước đây anh Toàn và Dương đã từng yêu nhau sao? Thay đổi điều đó. Em mong là anh sẽ không đánh mất tình bạn của chúng ta. Em buồn vì nó, em đau lòng vì nó. Còn tôi, người mà bao nhiêu năm qua theo dõi em thì sao? Sao không cho tôi tình cảm chứ? Khốn kiếp. Dương là của Toàn. Biểu hiện đó của anh ấy là sao chứ? Lẽ nào trước đây anh Toàn và Dương đã từng yêu nhau sao? Là anh à? Nhưng mà sao cô buồn vậy? Tôi thất tình ấy mà. Tôi tưởng cô với Toàn có một tình yêu nó hạnh phúc cơ mà. Hình như không phải như vậy. Hình như trước khi gặp tôi, anh ấy đã có người khác rồi. Mà nhìn anh có vẻ cũng không vui. Anh có muốn đi uống gì không? Này, anh có phải đàn ông không đấy ạ? Lần sau ấy, anh đừng có mà uống rượu nữa. Bạn, cô nói cái gì? Cô ta gì? Tôi nói anh ấy, sau đừng có uống rượu nữa. Buồn thì buồn, không ấy là không có ai đưa anh về đó, trừ tôi. Yếu. Cô nói ai yếu à? Tôi xin lỗi thành thật.
Sao mấy hôm nay cậu ta không đến nhỉ? Cũng không thể đến nhà anh Toàn. Hay là xảy ra chuyện gì rồi? Mình chả được gì phải lo lắng cho cậu ta cả. Sao tự nhiên cô ta lại mất tích vậy nhỉ? Bình thường là rất hay làm cái trò kỳ quặc cơ mà. Cô ta làm cái gì vậy không biết nữa. Thôi bỏ đi. Dạ thưa chủ tịch, đây là đơn xin thôi việc cô Dương mới gửi ạ. Cái gì? Cô ta viết đơn xin nghỉ việc á? Dạ vâng ạ. Cô ta gửi bao giờ? Vừa mới gửi thôi ạ. Em gặp cô ấy ở cổng công ty. Cô ấy nhờ em là đưa cho anh ạ. Anh định đi đâu? Tôi đi có việc. Rốt cuộc cậu vẫn luôn thắng tôi trong mọi việc. Kể cả anh ấy có mất trí nhớ, vẫn luôn hướng về cậu. Anh làm gì vậy? Tôi không có gì đâu. Cho mình à? Alo ạ? Con gái, hôm nay là ngày giỗ của mẹ con. Con có về không? Bố đã chuẩn bị sẵn. Bố con mình cùng đi thăm mẹ. Con sẽ tự tới thăm mẹ. Con vẫn chưa thể tha thứ cho bố hay sao? Con không bao giờ quên được việc bố đã làm. Nếu bố không làm vậy, mẹ đã không bỏ con đi. Bố sai rồi. Đó là sai lầm lớn nhất đời bố. Bây giờ bố nói những lời này thì có ý nghĩa gì? Bố nói cái gì? Người đàn bà đó đến gặp mẹ ạ? Mẹ con đã không chịu được cái cú đả kích đó. Nhưng quả thực bố chưa bao giờ có ý định gì với cô ta cả. Như vậy là sao chứ? Không phải Dương là người nói ra chuyện bố mình ngoại tình à? Lần này tôi thua cậu rồi. Tôi rút lui không phải vì nhường cậu, hay là vì thấy có lỗi chuyện trong quá khứ. Chuyện của bố cậu thật sự không phải là tôi nói ra. Tôi mong sau này cậu và anh Toàn thật sự hạnh phúc. Dương, cái đồ ngốc này, cậu định làm gì vậy chứ? Chủ tịch, được gặp và được bà che chở giúp đỡ, cháu thật sự rất biết ơn. Nhờ có chủ tịch, cháu đã có thể hoàn thành giấc mơ học đại học của mình. Như cháu đã nói với chủ tịch, cái gì không phải là của mình thì có giữ cũng không thể giữ được. Hôm nay cháu quyết định sẽ đi thật xa. Cảm ơn chủ tịch. Chúc chủ tịch luôn mạnh khỏe. Kìa, Dương! Con bé này đi đâu cơ chứ? Quay xe về công ty gấp hộ tôi với. Có lẽ đây là một quyết định không hề dễ dàng, nhưng tôi đã không còn đủ dũng khí để tiếp tục nữa. Dương! Dương! Cô là người như vậy sao? Tôi làm sao? Cô cứ thế mà bỏ đi à? Tôi đã bàn giao lại tất cả, cũng đã gửi đơn rồi mà. Vậy cô định đi mà không mang theo đồ của mình à? Đồ của tôi? Nó vốn dĩ là đồ của anh. Bây giờ tôi giữ cũng đâu có ý nghĩa gì chứ. Tôi đã cho cô rồi thì là của cô. Cô muốn làm sao là quyền của cô mà. Anh nói thật chứ? Tất nhiên. Cô làm gì vậy?
Nếu như anh đã quên hết rồi thì tôi cũng chẳng có lý do gì để giữ nó lại cả. Khoan đã! Cô ta sao vậy chứ? Em ơi, để mà nói này, trong tất cả những thằng đang tán em ấy, thì anh là thằng đẹp trai nhất. Hoàng tử là chỉ của anh thôi. Dương! Còn đây ý, là luật của người nghèo, trừng trị những kẻ hống hách không biết điều như anh. Anh bị điên à? Tại sao lại xông vào cứu tôi? Anh muốn chết à? Nếu như sống ý, thì cùng sống. Còn nếu như chết thì cùng chết. Anh nói sao cơ? Chẳng phải là anh rất ghét tôi sao? Dương, tỉnh lại đi. Anh biết lỗi của anh rồi mà. Dương! Dương! Hy vọng là vợ chồng tớ sẽ sớm được nhận tin vui từ cậu. Dĩ nhiên rồi, ai bảo cậu cố tình ném nó về chỗ tớ chứ. Cậu phải thật hạnh phúc đấy nhá, nếu không tớ sẽ đến tìm cậu đấy. Chúc cậu hạnh phúc, nhất định phải thật hạnh phúc đấy nhá.